Biển Xanh xin hân hoan chào đón toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản của Biển Xanh nhé. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh vẫn tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất có diện tích là ngang 4, dài 18, 72m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, giá vô cùng là rẻ do chủ đất đang cần tiền để trả nợ ngân hàng cho nên muốn bán nhanh. Giá chỉ có 750 triệu là giá bao sang tên công chứng, đóng thuế phí cho chúng ta, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào quý anh chị nhé. Và ở cái khu vực này thì đất rất là cao ráo cho nên là mình xây dựng cũng khá là thuận lợi. Ngang 4, dài 18, 72m². Một cái diện tích chúng ta xây nhà một trệt một lầu cũng khá là đẹp quý anh chị. Và đây chính là vị trí của chúng ta. Như trên màn hình quý anh chị mình thấy vị trí cực kỳ là đẹp, đó là từ cái cây này mình đo sang 4m và dài sâu xuống dưới là 18. Tổng diện tích trên sổ là 72m², và lô này nó là hướng Bắc, nằm rất là gần với kênh du lịch sông Trăng quý anh chị nhé. Phía sau chính là con kênh du lịch sông Trăng và bên kia thì chính là cái cổng số 2. Do đó mà chúng ta đi từ cổng số 2 này, mình đi ra con đường nhựa Lục Viên và đi về ngã ba Mỹ Hạnh về chợ Đình thì rất là gần. Vị trí này quý anh chị mua để an cư lập nghiệp, đầu tư sinh lời thì đây cũng là một vị trí đáng chú ý quý anh chị nhé. Đây 48 nó dài bằng cái nhà này quý anh chị. Cái nhà này thì người ta xây cấp 4, nhìn khá là dài luôn. Nhìn đất thì nó nhỏ và nó ngắn nhưng mà khi mà mình xây cái nhà lên thì nó rất là dài và rộng. Do đó mà quý anh chị mình mua để an cư lập nghiệp hoặc mua để dành, mua để đầu tư sinh lời thì đây là một vị trí cực kỳ cho mình có thể là chú ý tới quý anh chị. Bởi vì giá không còn giá rẻ như thế này nữa đâu. Những cái chủ đất người ta cần tiền bây giờ thường là phải đáo hạn ngân hàng, thanh toán công nợ, cho nên là mới phải bán bất động sản của mình với những cái giá nó khá là rẻ để bán nhanh quý anh chị nhé. Cái lô này chỉ có 750 triệu là bao tất cả mọi thuế phí, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với quỹ tài chính của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Vị trí của lô đất cực kỳ là đẹp luôn, như trên màn hình quý anh chị mình thấy, đẹp không chê vào đâu được. Từ cái cọc ống nước này mình đo sang 4m và dài sâu xuống dưới là 18. Tổng diện tích trên sổ nó là 72m² và đất là đất thổ cư, sở hữu lâu dài vĩnh viễn, xây dựng là xây tự do. Bao bọc xung quanh đây thì có vô cùng là các cái tuyến đường có thể kết nối với nhau để chúng ta di chuyển giao thông rất là dễ dàng. Về miền Tây cũng như là đi lên thành phố Hồ Chí Minh thì rất là dễ dàng và thuận lợi. Nó kết nối với nhau toàn là đường nhựa quý anh chị nhé. Như là các cái tuyến đường quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, đường Quách Điêu nối dài với đường Nguyễn Văn Bứa, đường tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9, quốc lộ N2 thì đều là được kết nối với nhau là đường nhựa, cho nên chúng ta di chuyển bằng các cái phương tiện lưu thông rất là dễ dàng, nhanh chóng và thông suốt. Và cái lô này thì quý anh chị có thể mua để an cư lập nghiệp được hoặc là mua để đầu tư, bởi vì cái giá tiền nó còn khá là rẻ, vừa túi tiền cho chúng ta có thể sở hữu. Chỉ có 750 triệu cho chúng ta là đã sở hữu được lô đất 72m², tính ra là chỉ có hơn 10 triệu 1m² thôi quý anh chị nhé. Bởi vì ở xung quanh cái khu vực huyện Đức Hòa này thì bây giờ dự án người ta mới mở ra thì người ta bán với giá nó khá là cao rồi, lên đến 13,5 triệu đến 14 triệu 1m², trong khi là hạ tầng chưa có, pháp lý sổ sách là chưa có, nhưng mà vẫn có cái giá theo mức thị trường khá là cao. Chính vì thế mà bây giờ quý anh chị mình chọn vào cái khu Cát Tường Phú Sinh này thì mình có thể là xây dựng ngay, nhận nền xây dựng ngay, bởi vì là đã có sẵn hạ tầng rồi, sổ hồng riêng, mình mua là mình không có phải lăn tăn lo lắng, mua là đi sang tên đăng bộ cầm sổ về nhà thôi, là không có phải lo lắng gì hết về vấn đề pháp lý nữa quý anh chị nhé.
Biển Xanh xin được nhắc lại, lô đất này do chủ đất đang là cần tiền để thanh toán ngân hàng, cho nên là muốn bán nhanh, giá chỉ có 750 triệu là bao tất cả mọi thuế phí sang tên, không phát sinh thêm bất cứ một chi phí nào. Quý anh chị và các bạn hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.